Trên kênh YouTube của mình nha, mình đã quay trở lại. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một tựa game tên là Fly Samurai, dịch ra Việt Nam ít là Khiếm Thị Samurai. Thì tựa game này khá là đơn giản, nó sẽ là các bạn sẽ gia nhập vào một vài samurai và các bạn hãy chém những đối thủ của chúng ta đến từ các hướng. Thì cách để chơi nó thì các bạn hãy dùng ngón tay để gạt trên màn hình. Đây là game dành cho điện thoại nhé. Các bạn hãy dùng ngón tay để gạt trên màn hình. Ví dụ như ở bên trái, các bạn hãy gạt sang bên trái, và các bạn ở bên phải, các bạn gạt sang bên phải. Cụ thể chúng ta sẽ vào. Ok, mình sẽ là Rise Samurai. Đó, rồi đợi cho nó load nhé. Headphones please. Headphones please. Nó yêu cầu chúng ta là hãy đeo tai nghe vào để nghe dễ hơn. Rồi. Các bạn hãy đeo tai nghe đúng chiều để được chơi nha. Và nó yêu cầu là ứng dụng này cần bản mới nhất của Google Play trò chơi. Mình sẽ bấm hủy nha, tại vì cái này cũng không cần lắm. Đó. Rồi nó hiện ra cái thông báo là bạn mới có thể sign in. Bây giờ sẽ nó ok. Ok. Và đến bước này ấy, các bạn ứng hủy xem các bạn ok xong thì các bạn hãy tắt. Tạm thời nha. Tap to resume. Các bạn hãy ấn một lần là màn hình. 3, 2, 1. Đó, 3, 2, 1. Các bạn hãy chạm một ngón tay màn hình để chúng ta được chơi nha. Rồi đó, nó đã đếm giây 3, 2, 1. Rồi các bạn ấn đập một tháp, nó sẽ có tiếng trống. Rồi, đợi, đó, rồi bây giờ sẽ có tiếng người đi tới. Và nó tự đi bên nào chúng ta sẽ gạt đến đấy nha. Đó, nó ở bên trái này, gạt sang bên trái này. Đó. Bên trái, chén sang bên trái này. Các bạn hãy gạt, thì các bạn gạt thoát bách để gạt với các hướng nha. Cũng như cả các bạn gạt thoát bách thôi. Hướng nào thì mình gạt hướng đấy thôi. Đó. Tôi sẽ chơi theo level. Chết mà nè. Level over. Level over. Level 2. Bây giờ sẽ sang level 2. Để tiếp tục sang level 2, các bạn ấn một lần vào màn hình. Ok. Chúng ta đã sang màn tiếp theo rồi. Level over. Level 3. Level càng cao thì âm thanh nó sẽ càng ồn nhá. Các bạn hãy tập trung để nghe nhé, âm thanh càng level càng cao nó càng ồn lên. Đó, theo âm thanh bây giờ đang rất là ồn. Level over. Okay, mình đang khoảng level, level 4. Và bây giờ sẽ lên level 4 này. Tiếp tục chơi. Ổn chưa?
50 opponents defeated. Level over. Vanquish the demon. À, thế là... Xong. Tiêu. À, thì các bạn đã thắng được 5 level. Your rank, peasant. Vengeance is yours. Làm sao chơi lại các bạn hãy ấn tạm và làm hành tiếp. À, cái này nó không thiết lập này kia đâu, chỉ chơi thôi. Đây cái này nó khá đơn giản vậy thôi. Chỉ cũng chỉ giết người trên 5 level. Đó. Đó. Đó nó cũng chỉ giết người trên 5 level thôi. Đây này. Chết mày này con. Đâu. Đây các bạn chém sai hướng làm được nha. Đây. Đây mình chém sai hướng thử nha. Đây bên trái này mình chém vào phải này. Đấy bây giờ mình chém sai hướng nó sẽ có keng một cái. Sau này kia nó chạy nó bụng mình luôn. Game over. Peasant. Revenge. Thế bây giờ game over rồi. Nào lục. Nhanh nhanh. Oh yeah. Your rank, peasant. Quack. Revenge. Chết con chó. Giả vờ ngu thôi bạn ơi. Chứ bây giờ chơi thắng 5 level rồi mà. Xài nhanh rồi mới coi. Trời phi tiêu hả? Level over. Level 2. Level over. Level 3. Over. A demon approaches.
cái Your rank nhưng mà cái peasant dụng. Revenge. Thì cái này nó cũng khá là đơn giản như vậy thôi. Thì nó cũng chỉ vậy thôi. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên là cho mình xin một like và hãy subscribe kênh YouTube của mình để được nhận những video mới nhất và những video tiếp theo của mình nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn chơi game thành công. Và các bạn có thể thắc mắc thì có thể liên hệ với mình qua những đường liên hệ ở dưới mô tả. Xin chào, tạm biệt, gặp lại.